gần cửa biển, kết nối huyện Tiên Lãng với huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cầu có chiều dài hơn 2,24 km, bề rộng mặt cầu là 12 m, chiều cao tĩnh không cầu là 32,6 m. Đây là cây cầu vĩnh cửu bê tông cốt thép, dự ứng lực lúc hững cân bằng và cầu dẫn dầm Super T với mức đầu tư dự án phê duyệt là 818 tỷ đồng. Hải Phòng, cầu vượt sông Văn Úc, nằm sát cửa biển Đồ Sơn, hạng mục khó và phức tạp nhất thuộc dự án đường ven biển nối Hải Phòng và Thái Bình, hoàn thành sau 4 năm thi công. Ngàn xưa dựng bờ cõi này để có hôm nay một thành phố thanh xuân. Cửa biển kết nối huyện Tiên Lãng với huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cầu có chiều dài hơn 2,24 km, bề rộng mặt cầu là 12 m, chiều cao tĩnh không cầu là 32,6 m. Đây là cây cầu vĩnh cửu bê tông cốt thép, dự ứng lực lúc hững cân bằng và cầu dẫn dầm Super T với mức đầu tư dự án phê duyệt là 818 tỷ đồng. Hải Phòng, cầu vượt sông Văn Úc, nằm sát cửa biển Đồ Sơn, hạng mục khó và phức tạp nhất thuộc dự án đường ven biển nối Hải Phòng và Thái Bình, hoàn thành sau 4 năm thi công.
biển khơi, một trời gió lòng, một miền nắng, một miền xanh, một thành phố xa. Đêm trăng mơ màng thì thầm gió, em nghe huyền thoại của biển à, người liệt nữ từ ngàn xưa dựng bờ cõi này để có hôm nay một thành phố. Em nghe huyền thoại của biển.